Xin chào các bạn, lâu quá rồi mới gặp ha. Tuần rồi thì chúng mình lại lỡ với nhau một tập CD Radio về phiên bản podcast Tâm sự mỏng. Và hôm nay là thứ sáu và chúng ta gặp lại nhau với một chiếc podcast đầy tình cảm nhẹ nhàng như thế này. Chỉ đơn giản là tâm sự, chỉ đơn giản là lắng nghe, thủ thỉ với nhau vài điều con nhỏ nhỏ vậy thôi. Cho hỏi chút, ngày hôm nay của bạn như thế nào? Hy vọng bạn đã có một ngày thật là vui vẻ, thuận lợi. Bởi vì dù gì đi chăng nữa, hôm nay cũng là cuối tuần rồi ha. Và khi mà cuối tuần á, thì chúng ta sẽ bắt đầu có nhiều dự định nè. Và sẽ suy nghĩ đắn đo xem là mình tiếp tục lao vào guồng quay của công việc, tiếp tục giải quyết những cái vấn đề khó khăn, nan giải trong cuộc sống, hay là tạm gác lại, bỏ qua một bên, về với gia đình thân yêu, với những người đang mong ngóng mình, và chững lại, dành một chút thời gian ngẫm nghĩ rằng mình đang tồn tại hay là mình đang sống, mình đang hạnh phúc hay là mình bất an, mình đang thoải mái hay là mình đang bị cuộc sống nó quay quần mệt mỏi quá. Thì tập ngày hôm nay với một cái tựa đề rất là nhỏ, gọn, nhẹ nhàng, đúng như tên gọi của nó, đó là hãy nhẹ nhàng hơn với mọi điều. Và như các bạn cũng biết thì CD dạo gần đây á, hay nghe các bạn tâm sự. Và với bản thân của mình cũng vừa trải qua một lần Covid nữa các bạn, lần thứ ba rồi. Có vẻ cái con bé Covid này nó mê CD quá trời luôn. Cho nên là lâu lâu nó lại ghé, và ảnh hưởng của nó là những cơn ho bất tận luôn các bạn. Cái clip này nè, cái podcast này nè, vừa thu vừa nín ho các bạn ơi. Thu một hồi là ho liền đó. Rồi, thôi không có kể khổ nữa. Bây giờ chúng ta vào cái chủ đề ngày hôm nay ha. Chủ đề đó là hãy nhẹ nhàng hơn với mọi điều. Thì tôi nghĩ, tôi mong, và cũng không dám yêu cầu, chỉ là mong thôi. Mong là các bạn, nếu mà mình đã chọn cái gói gọi là xuất hiện trên cuộc đời này với đầy đủ những cái cung bậc cảm xúc, với đầy đủ những cái gọi là may mắn lẫn bất hạnh, mình không có lựa chọn được đâu các bạn. Đa phần là chúng đã được sắp đặt sẵn rồi. Cái việc mà mình có thay đổi được cuộc đời mình hay không á, là do cái cách nhìn nhận của mình vào cái hoàn cảnh đó, vào cái vấn đề đó mà thôi. Chứ cái việc đó nó đến là nó phải đến. Cái con người đó bạn gặp là người bạn cần gặp. Họ đến để dạy cho các bạn những bài học trong cuộc sống. Cái hoàn cảnh đó đến để giúp cho các bạn nhận ra một vài điều mà trước đó dù cho ai nó ngã, nó nghiêng, nó hoài, các bạn cũng không có nghe. Đó. Thì cái hoàn cảnh, cái sự việc, cái con người đó nó diễn đến, nó xảy đến là bắt buộc, là cái điều hiển nhiên thôi. Không có ngẫu nhiên đâu các bạn, mà là tất nhiên. Rồi á, từ cái cách nhìn nhận của mình, cái tư duy của mình, cái thái độ của mình, cái cách mà mình đối xử, mình đối mặt với những cái gì nó diễn ra trong cuộc sống mình á, nó sẽ quyết định cuộc đời của mình về sau này. Và đối đúng hơn á, là nó sẽ quyết định cái thời gian mình vượt qua những cái biến cố không mong muốn, cũng như cái thời gian mình tận hưởng những cái niềm vui trong cuộc sống nó dài hay ngắn. Là mình đó, không phải là ai đâu. Vậy nên cái tập ngày hôm nay để giúp cho các bạn có một cái nhìn, một lần nữa nhắc nhở thôi, chứ đôi khi là các bạn đã biết rồi nhưng mà các bạn quên ha. Thì tập ngày hôm nay sẽ nhắc lại là chúng ta hãy nhẹ nhàng hơn với mọi điều trong cuộc sống nếu có thể. Mà thật ra các bạn cũng biết rồi, không có gì là không thể hết, chỉ là mình có đủ muốn để mình đạt được cái điều đó hay không thôi. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho nó dễ hiểu hơn. Thì với một số bạn mới ghé qua kênh, mới lần đầu nghe, thì các bạn sẽ thắc mắc là ủa cái bà này bà sao cứ nói xàm rồi ví dụ này kia. Nhưng mà thật ra các bạn ơi, cái kênh này là ghi lại cái hành trình phát triển bản thân của CD á, rồi cũng muốn chia sẻ với các bạn những cái gì mình cảm thấy hay, mình rút ra được, mình trải qua rồi, đặc biệt là mình phải trải qua rồi nha, thì tôi mới dám chia sẻ với các bạn ở trên này. Thì cái điều ngày hôm nay nè, đó là khuyên các bạn thôi, khuyên thôi, không dám kêu, không dám biểu gì, khuyên thôi.
là hãy nhẹ nhàng với mọi điều trong cuộc sống này hơn một chút. Tại sao phải nhẹ nhàng các bạn? Tại sao phải nhẹ nhàng với cuộc đời? Tại vì các bạn có muốn cuộc đời này nó nặng nề với mình không? Không đúng không? Ai cũng muốn đời nó nhẹ với mình một chút. Nó giơ cao đánh khẽ mình một chút. Nó đừng có đẩy mình, nó đừng có đạp mình, nó đừng có xô mình té ngã nhiều quá nữa, đúng không? Nhưng mà rồi các bạn có thắc mắc không? Sao cuộc đời nó cứ nặng nề với mình hoài? Mình làm cái gì nó cũng sai, cũng trái. Mình đi một chút mình cũng bị vấp. Mình làm một chút mình cũng bị trật. Mình cứ bị người này nói kia hoài. Rồi đâm ra mình cảm thấy thù ghét cuộc đời. Quái, kỳ ta. Sao mình cố gắng rồi mà cuộc đời nó vẫn cứ nặng nề kiểu gì á? Thì đây nè các bạn, cái tập ngày hôm nay dành cho các bạn đây. Các bạn chưa có học được cái cách nhẹ nhàng với cuộc đời, với mọi điều diễn ra với mình, thì cuộc đời nó sẽ nặng nề với các bạn vậy thôi. Như thế này các bạn, mọi việc đều phải tập hết. Mình phải tập nha. Mình nghe xong cái tập này xong rồi mỗi ngày á, nếu được mình nghe đi nghe lại, mình thực tập mỗi ngày, thì đảm bảo với các bạn sau một khoảng thời gian tầm một tháng trở đi á, thì các bạn sẽ cảm thấy ủa sao tự nhiên dạo này cuộc đời mình nó thuận lợi quá, nó nhẹ nhàng quá. Bởi vì các bạn đang ứng dụng một cái điều đó là học cách nhẹ nhàng hơn với mọi điều trong cuộc sống của mình. Ví dụ nha, ví dụ như bây giờ các bạn đang đi trên đường đi, các bạn trợt té, thì cái thái độ đầu tiên của mình là đứng dậy. Có nhiều người chửi thề luôn các bạn. Tại vì đau quá, tự nhiên đang đi cái té bực quạo, mà lắm đồ nữa. Lỡ đâu bữa đó đi gặp crush, gặp người yêu, hoặc là đi đám cưới, hoặc là ra mắt phụ huynh gì đó, hoặc là đi dự lễ tốt nghiệp, hoặc là thậm chí lễ tốt nghiệp của mình luôn, hoặc đám cưới của mình luôn. Nói chung là những cái dịp quan trọng đi. Mấy cái bình thường không kể, bây giờ quan trọng luôn. Té cái bạch một cái, trời ơi, nó dơ các bạn. Đường nó dơ, rồi quần áo rách rưới, xấu hổ, mà về thay không kịp. Quạo ngang xương. Tự nhiên lúc đi thì đang vui vẻ, mà tự nhiên té cái một cái quạo ngang luôn. Thì cái thái độ á, mà mình té, rồi mình quạo, rồi mình đem cái bộ mặt khó chịu đó, mình đến với cái nơi mà mình sắp xuất hiện, là một cái thái độ bình thường của những người bình thường. Tại vì sao? Tại vì các bạn chưa có biết cách nhẹ nhàng với cuộc đời. Đó, các bạn thấy cái việc đó trời ơi đất hỡi quá. Cái việc đó nó làm cho mình khó chịu quá, thì mình phản ứng lại ngay với nó luôn. Cuộc đời này tự nhiên làm cho mình không có thuận lợi, cái mình quạo với cuộc đời, mình nặng nhẹ với cuộc đời, mình buông những cái lời tục tiểu, mình có những cái hành động khó chịu, hoặc thậm chí là có những người trút giận vào những cái việc, những cái người khác luôn. Người ta có cái câu là giận cá chém thớt đó. Bây giờ tự nhiên các bạn té, các bạn đâu tự đánh các bạn được, các bạn đâu có tự chửi mình đâu, mà các bạn đi kiếm một cái ai đó mà người ta có khả năng là người ta sẽ nhường nhịn các bạn đó. Thế là các bạn trút giận lên người ta, các bạn khó chịu với người ta. Bình thường người ta làm cái việc đó với các bạn không sao hết. Tự nhiên bây giờ người ta cũng làm cái như vậy với các bạn, xong các bạn khó chịu. Thì lý do các bạn khó chịu với họ không phải là họ sai, mà là vì cái trận té vừa trước đó mà các bạn không có chỗ trút giận, đúng không? Những cái chém thớt đó. Thì nếu các bạn làm vậy thì có phải tự nhiên từ một cái việc vô ý té, nó vô ý vô tình thôi, thay vì mình nhẹ nhàng, mình mỉm cười, mình bỏ qua, mình phủi, hoặc là mình tìm phương án mình giải quyết bằng cách mình đi về, mình thay đồ, hoặc là mình cố gắng mình nhủ trong đầu mình là thôi không sao, té mà không trầy tay trầy chân là được rồi, mình coi như xui đi, do mình bất cẩn rồi, thôi giờ phủi cho nó sạch, rồi không thì đi thay đồ, vẽ lại tóc tai mặt mũi để mình đi đến cái chỗ mình cần đi với một cái nụ cười ha, giữ vững cái tinh thần lạc quan của mình. Thì nếu các bạn làm được cái điều này thì còn gì để nói. Cuộc đời của các bạn cho dù nó không thuận lợi thì các bạn cũng không bị ảnh hưởng, và các bạn vẫn nhẹ nhàng với cuộc đời. Và về sau á, đời của các bạn càng ngày càng đẹp, càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng tươi. Còn nếu mà các bạn giữ cái tâm trạng, trạng thái tâm lý khó chịu đó, rồi đi trút vô người này, trút vô người kia, cái tự nhiên các bạn có phải là đang gieo những cái sự khó chịu
từ bản thân mình mà đi truyền cho người khác. Rồi những cái người mà bị các bạn á làm cho khó chịu đó, họ không hiểu tại sao mình bị giận, không hiểu tại sao mình bị la, mình bị quạo. Thế là họ đem cái rác tiêu cực đó từ bạn vứt qua họ, họ không giải tỏa được, họ đi vứt lại cho người khác nữa, rồi vứt truyền các bạn. À, cái này nó nguy hiểm nha. Từ một cái trận té vô tư của các bạn mà các bạn truyền tiêu cực cho người này, rồi người này truyền cho người khác, đi vòng vòng hết luôn. Cuối cùng các bạn nhìn đi, cuộc đời nặng nề với mọi người luôn, đúng không? Trong khi nếu các bạn có thể nhẹ nhàng hơn với cái việc không thuận lợi đó xảy ra với cuộc đời của mình, thì tự nhiên những người xung quanh cũng nhẹ nhàng với các bạn. Vì các bạn nhẹ nhàng với cuộc đời nên cuộc đời nó cũng thương yêu các bạn. Hãy yêu đời và đời sẽ yêu bạn. Bạn hiểu ý không? Nếu mà các bạn để ý á, thì với những ai mà người ta có thói quen á, là nói tục chữ thề, hoặc là có thói quen hay cọc tính, hay khó chịu, thì các bạn để ý xung quanh của họ, môi trường của họ cũng thu hút lại những cái người y chang vậy luôn. Những cái người cũng cọc cằn, thô lỗ, cũng hay nói những cái lời không hay như vậy. Rồi các bạn tưởng tượng một cái dòng nước nó đã không được trong rồi, bây giờ mình còn bỏ thêm vô đất cát rác thải nữa, thì nó đâu có thể nào mà sạch được các bạn, đâu có thể nào mà trong được, đâu có thể nào mà thu hút nuôi dưỡng những con cá mập mạp dễ thương được, đúng không? Thì mình cũng như vậy thôi. Nếu mà bây giờ các bạn không nhẹ nhàng với cuộc đời, với những cái gì xảy ra không thuận lợi với mình đi, thì càng ngày các bạn sẽ càng thu hút những cái điều bất lợi đến với cuộc sống thường ngày của mình. Rồi từ đó các bạn hờn dỗi cuộc đời, các bạn hờn dỗi chính mình, và các bạn đâm ra ghét hết những cái người xung quanh luôn. Các bạn cảm thấy ai không có thuận theo ý các bạn, ai không có lắng nghe các bạn, ai không có chia sẻ với các bạn đều là người xấu. Các bạn mặc định vậy luôn. Còn những cái người mà người ta tốt bụng, người ta nhẹ nhàng, người ta kiểu rất là yêu thương, đùm bọc, lắng nghe, chia sẻ, thì không xuất hiện trong cuộc đời của các bạn. Có khi nào các bạn tự hỏi mình là ủa sao mình gặp toàn người gì đâu không? Còn mấy cái người ok, tốt tốt, sao họ gặp những người khác mà không gặp mình không? Nhìn lại, không phải tại họ, không phải tại cuộc đời, mà là tại mình. Mình chưa có thay đổi để mình tốt hơn, thì làm sao mình gặp được những người tốt như vậy, đúng không? Người ta nói may tầng nào gặp may tầng đó, thì bạn phải như thế nào thì bạn mới gặp được những cái người tốt, thì họ sẽ tìm kiếm những cái người tốt, những cái người thích những cái lời hay ý đẹp, nói ra những cái lời nhẹ nhàng đó, thì họ cũng thích nghe những cái lời nhẹ nhàng. Bây giờ bạn cứ cục súc như vậy, làm sao bạn gặp được những cái người nhẹ nhàng đấy, đúng không? Hãy thay đổi chính mình để cuộc đời nó đẹp hơn. Thì sẵn giới thiệu các bạn, khuyên các bạn hãy đọc cái bộ sách là Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Bộ sách này 7 tập, ở trong nhà sách Fahasa hay các nhà sách online khác đều có bán hết. Nhưng mà nếu các bạn không có thời gian và các bạn cảm thấy 7 cuốn nó quá sức với các bạn á, thì các bạn mua tập số 3 hoặc là tập số 2, thì các bạn sẽ hiểu được những cái lời mà tôi vừa nói với các bạn là có cơ sở hết. Khi mà các bạn nhẹ nhàng với cuộc đời hơn thì cuộc đời cũng nhẹ nhàng với các bạn hơn. Và từ đó bạn sẽ đạt được những cái điều mà các bạn trước đó nghĩ là nó xa vời. Những cơ hội sẽ đến với các bạn, những mối duyên lành, duyên đẹp sẽ đến với các bạn. Rồi các bạn sẽ cảm ơn cuộc đời. Cảm ơn cuộc đời vì hằng ngày mình vẫn còn được mở mắt, vẫn còn được hít thở, vẫn còn được cảm nhận cái sự yêu thương từ mọi người xung quanh. Đừng có nghĩ là cuộc đời này toàn màu đen các bạn, nó là 7 sắc cầu vồng và nhiều hơn thế nữa. Nhưng mà mình để cho cái màu nào xuất hiện trong cuộc đời của mình á, là phần lớn do cái thái độ của mình, do cái ứng xử của mình, do cách nhìn của mình quyết định và lựa chọn. Từ bây giờ các bạn hãy học cách đối xử nhẹ nhàng hơn với mọi điều trong cuộc sống của mình. Những cái gì xảy đến, nếu nó thuận ý, nó tốt đẹp, thì hãy thật sự biết ơn và trân trọng. Biết ơn để làm chi? Để nó đến nhiều hơn nữa nè. Để những cái gì mà mình sắp đến thì nó sẽ đến nhanh. Còn những cái gì đã đến rồi thì nó sẽ đến nhiều hơn nữa. Còn những cái mình nghĩ nó không đến thì nó một ngày không xa sẽ tới ha. Và mình trân trọng, mình thật sự trân trọng. Còn những cái việc mà các bạn cảm thấy nó xấu, nó chưa có đúng ý mình, nó không thuận lợi,
nó làm cho mình buồn, khổ, đau, thất vọng, tuyệt vọng, không vui đó. Những cái cảm xúc mà tiêu cực đó các bạn. Thì với những cảm xúc tiêu cực đó, các bạn hãy cố gắng nhẹ nhàng hơn ha, lành mạnh thôi, nhẹ nhàng hơn. Vuốt ve nó, vuốt ve cái nỗi đau của chính mình, vuốt ve những cái gì không thuận lợi, để từ đó biến đổi cái hoàn cảnh bất lợi thành cái hoàn cảnh bình thường, rồi từ cái hoàn cảnh bình thường trở thành cái hoàn cảnh thuận lợi cho mình. Phải có một cái quá trình chuyển hóa, và điều này phụ thuộc hoàn toàn vào cái suy nghĩ. Từ suy nghĩ trở thành hành động của các bạn, và từ hành động sẽ trở thành thói quen. Hãy tập nhẹ nhàng hơn với cuộc đời, với mọi điều hàng ngày của mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã nghe đến đây. Chúc các bạn có một đêm ngon giấc. Và vì thuật toán của YouTube là phải nên có những cái tương tác thì mới tiếp cận được với nhiều người hơn nữa, nên là mong được các bạn nhấn nút like và bình luận bên dưới để YouTube có thể phổ biến rộng ra đến với những bạn đang cần nghe chiếc radio này. Cảm ơn các bạn một lần nữa và chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.